bà đã xuất đấy bà vô được không chị thì sẽ đọc án bà cái này là cứu xô mà nông vô bình dồn phía mùi chùm đồn tiết đầm bay thua cao hai phòng tốn bà xôm bồn bốn rì rì chùm mùi là cứu đôi tỏ tờ bà bà phía chân bốn ấy cứ phía bà cứ phía ca nghề bà phía ca nghề này phải chế bồn bốn là thọp đằng hơi bà phía thật ca nghề này chẳng ở lực lưu xô mừng hành bình dồn này đôi tỏ tớ bà và ca nghe thân ạ bị chỉ niệm bà này thà cách đại trâu thớ ta một nghề rồi bọc luôn và thì họ thà thuở ca nghe men ca nghe bà đầu tiết bà ca nghe thân ạ bị chỉ niệm cách đại trâu thớ ta một nghề rồi bọc luôn và thì họ thuở ca nghe rồi men ca nghe bà ở phía trên bên to đây là khu thua cam hai bên to này cứ bị mù lợp và tiền bạn mà mù lợp tiền bạn đấy phải chế ôn class lợp lớp ôn ra có ọt đấy mà mù lợp tiền bạn đấy cứ sầm đau ta lừa thì nề kê tê ta kiếm miến đấy mà mù lợp tiền bắt này bây giờ nếm bạn này thay cả đa rư lịch khách sầm con sầm rạp bạc prạ bì thì nề kê cả đá chia đầm nang cả đá prà bỏ thì nề kề và chẳng dân cả là can mua lại tiền bạc tới giờ ai bạc lời bà này và mua lại tiền bạc lại về chuyển nếm bà này thay cả đá du lịch khách sầm con sầm rạp bạc prà bị thì nề kề cả đá chia đầm nang cả đá prà bỏ thì nề kề và tại vì chia bên to tiền đấy cứ bị xò xơ và xò xơ hai chị bồn bồn lập lư hai bà cứ bồn bồn đến hạ tìm bờ tìm bảy nên cứ chụp tràn và xò xơ đi chắc là cô xôm mà bồn dồn về đời thọ tới bà xò xơ thay vì chỉ niệm bà này thật cứ chỉ nam cùng nu đã tóc tay lá và cọp được xơ bà xò xơ chưa chỉ niệm chỉ nam cùng nu đã tóc tay lá và cọp được xơ bà mà ai bị chi bẩn to từ tiệt này cứ bị trầm prai mà trầm prai mà trầm prai thì bị chi con đàn em bà này thà đại cụ ở sơn lãnh đại chỉ ti sơn lãnh chỉ ti bình chặt mà trầm prai thì bị chi con đàn em đại cú ơi sờ lánh đại chỉ ti sờ lánh chỉ ti bình chặt mà ai thà bị chia bẩn to từ tiền ấy cứ bị cáo bạ đi chặt mà cáo bạ đi chặt mà cáo bạ đi chặt này bị chỉ ném bà này thà pê đại miền ca cầm nót pê đại miền ca cầm nót cái hào thà cáo bạ đi chặt để hào thà bốn bốn trâu phô bò cam nó là nó thằng ngày tì mà phầy bram khai cả cả đá xin làm bì bòn phầy bì thì họ chẳng hả chẳng hả cao bà chạy ngày khai nâng hết cái hào thằng cao bà chạy nó cứ mình cao cầm nọ tục bà chẳng video là cú xong mình chọc tại bản đế hay thông thạc bốn bốn chui chạy một lời video là cú từ đó là mình sẽ bỏ bốn bốn bà nằm bây giờ bố có tựa bàn ở quấy đá là cú bàn thơ chê đi đó thằng ngày và chẳng là dân chụp nên là bị đầu vào thế bà ạ.